Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Subaru Sài Gòn TV. Và tôi là Mạnh Cường, chuyên viên tư vấn của Subaru Sài Gòn chi nhánh Gò Vấp. Ở video trước tôi đã có dịp giới thiệu đến các bạn, quý anh chị một công nghệ cốt lõi của hãng xe Subaru, đó là động cơ boxer. Những cái đặc điểm, cấu tạo cũng như những cái tính năng, những cái lợi ích mang lại của động cơ boxer trên các dòng xe Subaru. Trong ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn, quý anh chị một cái công nghệ cốt lõi khác của Subaru, đó là hệ thống khung gầm toàn cầu Subaru, Subaru Global Platform. Xin mời các bạn cùng theo dõi video nhé. Trước tiên, hệ thống khung gầm toàn cầu của Subaru đó là khung gầm liền khối, hay còn gọi là unibody, nghĩa là phần thân xe và phần dàn sắt phía dưới được đúc liền khối. Để cấu tạo như vậy nó sẽ mang lại những cái lợi ích. Thứ nhất đó là sàn xe được đặt thấp hơn, được đặt thấp do đặt liền với phần dàn sắt nên trọng tâm xe nó sẽ thấp hơn, giúp xe ổn định hơn khi chạy ở tốc độ cao hoặc khi ôm cua. Ngoài ra kết cấu này còn cho khả năng vững chắc hơn, hấp thu xung lực tốt hơn. Nhược điểm đó là khả năng chống vặn xoắn của nó sẽ không bằng hệ thống khung gầm ròi hay là body on frame. Tuy nhiên những cái ưu điểm của nó là nhiều hơn. Unibody hiện tại có lẽ sẽ là một cái xu hướng của ngành công nghiệp ô tô. Hệ thống khung gầm toàn cầu Subaru Global Platform đã được cải tiến rất nhiều so với hệ thống khung gầm cũ. Ở các yếu tố sang phần thân dưới đã được cải tiến và gia cố nhiều hơn, gia tăng thêm một cái thanh theo chiều dọc. Tôi sẽ dùng một cái video minh họa trên hình ảnh để các bạn thấy gia tăng theo chiều dọc giúp cho cái phần mà khung đỡ phía dưới chắc chắn hơn. Ngoài ra là hấp thu xung lực tốt hơn, nó sẽ giảm thiểu cái khả năng tác động vào cái khoang hành khách và bảo vệ cho hành khách tốt hơn. Điều này có được là nhờ vào Subaru đã tiếp tục sử dụng các loại vật liệu công nghệ cao, gia tăng thêm độ cứng của hệ thống khung gầm mà vẫn giữ nguyên được cái trọng lượng. Sự khác biệt giữa unibody và body on frame nằm ở khối lượng. Body on frame, hệ thống khung gầm body on frame luôn luôn cho một cái khối lượng lớn hơn. Như vậy thì khả năng vận hành của xe nó sẽ không ưu việt như là unibody. Xe càng nặng thì tất nhiên cái mức tiêu hao nhiên liệu càng nhiều. Đó, khả năng cứng vững của khung gầm thế hệ mới được tăng thêm khoảng 70% so với khung gầm thế hệ cũ. Kỹ sư thiết kế của Subaru đã tối ưu hóa khoảng không gian bằng cách hạ bớt cái trọng tâm khung gầm xuống so với khung gầm thế hệ cũ. Nhờ vậy, kết hợp với việc mà bố trí lại, thiết kế lại cái khung gầm đó, cho ra được cái kết quả khoang hành khách bên trong xe, phần khoang xe để được làm rộng hơn. Cụ thể như các bạn có thể thấy ở đây, đó là chiếc Subaru Forester thế hệ hoàn toàn mới, chính thức giới thiệu vào năm 2019 ạ. Thì so với thế hệ cũ, Subaru Forester này đã được trục cơ sở đã được nâng thêm 3 cm. Nhờ vậy cái khoang hành khách, chủ yếu là khoang ngồi thứ hai, đã rộng rãi hơn rất là nhiều. Phần sàn xe đã được tối ưu cho cái khoảng để chân thoải mái hơn và cho cái cảm giác hành khách khi ngồi trong xe thoải mái hơn rất nhiều so với thế hệ cũ. Một yếu tố nữa của hệ thống khung gầm mới đó là cho khả năng chống vặn xoắn. Khả năng chống vặn xoắn được cải tiến, gia tăng thêm được 40%, giúp chiếc xe vận hành ổn định hơn. Hệ thống khung gầm toàn cầu Subaru thiết kế theo dạng module. Nhờ vậy, tất cả các dòng xe của Subaru sau này sẽ được chế tạo trên hệ thống khung gầm mới này. Vừa rồi là những cái chia sẻ của Cường đối với các bạn về hệ thống khung gầm toàn cầu Subaru, Subaru Global Platform. Hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi sẽ hữu ích đến tất cả các bạn và quý anh chị. Nếu như các bạn và quý anh chị có những cái thắc mắc, xin hãy để bình luận ở phía dưới của video clip hoặc liên hệ trực tiếp với Cường qua số là 0394041222. Cường sẽ cố gắng giải đáp để các bạn cảm thấy hài lòng nhất.
Xin cảm ơn các bạn đã coi clip của Cường. Nếu các bạn thấy clip này hay, hữu ích, xin hãy bấm like và share. Các bạn có thể đăng ký kênh, bấm rung chuông để nhận được các thông báo mới nhất về video của kênh Subaru Sài Gòn TV. Xin cảm ơn các bạn và chào tạm biệt.